Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Ở ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý tất cả các cái đống này cho các bác. Mức giá là 300k. Đấy, âm ly của Hàn Quốc này. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Nhưng mà chắc là của Trung Quốc thôi. Hiện tượng có cái âm ly này là đang bị sọt xẹt này. Đấy, đang bị sọt xẹt ở cái chiếc đáp này. Và em không bảo hành các bác nhé. Đây là em cũng nói luôn là em không bảo hành, không với các bác về tự sửa. Các bác nhìn thấy cái đống này là các bác đã nhìn thấy tiền lãi trước mắt rồi. Nhưng mà em để cho các bác 300.000 đồng thôi. Đấy, bác thợ nào thích thì alo chốt đơn các bác nhá. Cọc cho em 100% em chuyển hàng gửi đến cho các bác. Sạt sạt một tí thôi. Cái này nó sẽ có chỉnh súp riêng này, voi súp riêng này. Đây là vỉ mạch echo của nó này. Vỉ rất là đẹp luôn. Và chạy 8 sò. Sò này sò Toshiba, 4 tụ nguồn to và đây ghi 1200W và tiếng Hàn ở đây. Chả biết bao nhiêu để cho các bác 300.000 đồng tất cả cái đống này luôn. Về hỏng hóc là các bác tự sửa các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác.